Tao à, anh Sơn ở Long Biên mà. Anh cảm ơn nhá, con này nó gáy 5 tiếng hay phết đấy. Cu 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 tiếng tiếng sau hơi bé. À thế à, Cu nếu không cu 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 cái cu thể thể trạng của nó đẫy lên phát là nó lại căng tiếng hậu đấy mà. Để chắc là phải 1-2 tuần, tại vì nó vẫn còn đang kiểu như hoảng sợ các thứ ấy. Vâng, nhưng mà anh hài lòng đúng không? Nói chung là Anh lấy hôm là hôm nào nhỉ? anh lấy cái con mà em để 1,5 triệu ấy, hôm chủ Vâng. nhật này, sáng thứ Vâng. hai em chuyển Anh ơi, cái mùa đấy. này của nó là cái mùa giao mùa đấy, anh chịu Rồi. khó cho ăn đẫy đà vào nhá. Nói chung là thóc thiết các thứ là Nó anh ăn tốt phải, không anh? nó ăn cũng được. Hôm nay anh bổ sung thêm ít kê. Thế thì kệ nó thôi, còn nếu mà nó chết hoặc là nó đi đấy mình sẽ Không chơi con khác. như không như là Tại anh, thế là anh mừng rồi, em cũng mua vui rồi. vì Em tao bao vì là nhiều khi là cũng rồi ấy, là cũng mong là các anh chơi là tin tưởng thôi, chứ bọn em là vì anh bọn anh khác, anh lấy là anh lấy, kể cả là không ấy gì cả, một lần hai lần chẳng hạn, như lần sau có con nào đẹp khoảng độ một vài củ gì đấy thì anh lại lấy, em bọn bán anh cho nó mấy khác. anh ở dưới đấy, có những con tầm 3,5 củ, 4 củ, đỉnh đỉnh Đấy, cao luôn. đỉnh cao các thứ thì cho nó gáy thì thôi, mình cứ con này tạm thời, còn mấy mấy hôm coi như là hôm rằm, còn mấy Thế con là vớ anh vẩn. lấy được có mấy thế mà nó đã về, nó đã gáy luôn rồi, là anh cũng hệ thống Mấy khóa con vớ vẩn tay. anh, mấy con vớ vẩn anh mẹ phóng sinh mẹ Thường ở đây thì hết. phim em cũng cũng bắt ra là em đã kiểm chứng hết rồi thì em mới chuyển, nhưng mà cũng phải nói thật với anh là cũng hơi no, vì có những trường hợp là Đúng rồi, ở nhà mình đấy. nó thế nhưng mà cho vào hộp di chuyển các thứ, nó có Đúng phải rồi, là nó có hoảng, tim, chứ có phải nó là sợ. cái quạt điện hay cái điều hòa đâu mà Đúng cứ có điện bấm nó chạy đâu, rồi. nó theo hứng Nó thú của là nó còn lạ lồng lạ liếc rồi đấy. các thứ, rồi coi như cái môi trường môi chiếc các thứ thế rồi Vâng, ấy thì các thứ, mình cũng anh xem bạn bè mà có ai rồi. ok qua cái ok sự việc ok này là tin tưởng là ok cái việc đấy. rồi. Nói chung bọn anh thì nó cũng nhiều tuổi rồi, bây giờ cũng gọi là hơi nhiều nhiều tuổi, cứng tuổi rồi, lên chơi các thứ thì xong, đẹp hay hay thì xong, bắt đầu anh sẽ giới thiệu bạn bè Tầm các thứ 1,5 triệu lấy. mà con đấy về hôm trước hôm sau, ai hôm sau mà nó gáy là ok rồi. Với lại anh cứ chăm lâu ngày là nó lại càng phát triển Rồi nhanh, càng đẹp. rồi 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 thế nhá, anh Ok. cảm ơn, này có gì thì anh sẽ gọi điện lại lấy sau. Rồi Ok, thế em chào nhá, anh. chào em nhá.